Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện danh hiệu của địa ngục phẩm thứ năm Phổ Hiền hàng hội lung đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa nhân giả sinh trời rồng ban bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là cho thọ báo của hạng chúng sanh bề tội khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạng pháp về sau này biết rõ những quả báo đó ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng thưa nhân giả này tôi nương ngoại thần của đức Phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và an báo danh hiệu của địa ngục thưa nhân giả phương đông của diêm phù đề có dãy núi tên là Thiết Huy dãy núi đó tôi thấm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ lại có địa ngục tên là Tứ Giang lại có địa ngục tên là Phi Đạo lại có địa ngục tên là Hoa Tiên lại có địa ngục tên là Giám Sơn lại có địa ngục tên là Thông Thương lại có địa ngục tên là Thiên Xa lại có địa ngục tên là Thiên Sàng lại có địa ngục tên là Thiên Ngưng lại có địa ngục tên là Thiết Y lại có địa ngục tên là Thiên Nhân lại có địa ngục tên là Thiên Lư lại có địa ngục tên là Dương Đồng lại có địa ngục tên là Báo Trụ lại có địa ngục tên là Lưu Hóa lại có địa ngục tên là Cành Thiền lại có địa ngục tên là Tóa Thủ lại có địa ngục tên là Thiêu Cương lại có địa ngục tên là Đàm Nhãn lại có địa ngục tên là Thiên Hoàng lại có địa ngục tên là Tránh Luận lại có địa ngục tên là Thiên Thù lại có địa ngục tên là Đa Sang ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng thưa nhân giả trong dãy núi Thiết Huy có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn lại có địa ngục Kiều Oán địa ngục Bạn Thiệt địa ngục Phân Niêu địa ngục Đông có địa ngục Hoa Tường địa ngục Hoa Câu địa ngục Hoa Mã địa
ngục hóa ngưu, địa ngục hóa sơn, địa ngục hóa thành, địa ngục hóa sang, địa ngục hóa lương, địa ngục hóa ưng, địa ngục cư nhà, địa ngục bán bì, địa ngục âm huyết, địa ngục thiêu phú, địa ngục thiêu cương, địa ngục đạo thánh, địa ngục hóa ốc, địa ngục thiên ông, địa ngục hóa lang, những địa ngục như thế. Trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn, nhân đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: thưa nhân gia, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều mà tùy nghiệp chịu cảm ra. Những địa ngục như thế nghiêm lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu vượt biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quay nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, giàu đến mấy muôn đều phải chịu lấy. Chỉ thần như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Này tôi nương hoa lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân gia tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ăn đào rồi, nhưng tôi muốn nhân gia nói ra để làm cho tăng ca chúng sanh có tâm hành á trong đời mà pháp sau này nghe được lời dạy của tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân gia, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưới người tội ra mà cho trâu cài trên đó, hoặc có địa ngục mỗi tim người tội để cho quý nhà xóa ăn, hoặc có địa ngục và cho sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đó không đồng cháy đó rồi băng người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bừng lửa lớn bay tắm vào người tội, hoặc có địa ngục toàn ca thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phân tiêu, hoặc có địa ngục lao gai trong sáng, hoặc địa ngục đánh nhiều dạo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho răng sắn quân căng, hoặc có địa ngục xua đuổi cho săn, hoặc có địa ngục đông ánh lửa săn.
nhường và những quả báo như thế trong mồi mồi ngục có trăm nghìn thừ khí cụ để hành hình đều là bằng đồng, bằng sáng, bằng đá, bằng lửa bốn loại khí cụ này do các hành nghiệm quay của các chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuần rõ cả những sự về tôi báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, uống chi là nhiều ngục này tôi nương xứng ngoài tầng của đấng Phật. Và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời kim cũng nói không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện Như Lai Tán Thân: phàm thế sa phận phóng quang dặn bao lúng đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ngưng hằng hà sa cõi nữa của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bao: thờ ba cõi nữa của chư Phật rằng tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rộng quý thần vân vân long nghe hôm nay ta khen người rao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới. Hiện ra sơ từ bi hoài thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diện độ thời hàng Bồ Tát Đại Sĩ Căn Ông cùng với trời rộng quý thần vân vân, nên dùng nhiều phương trước để gìn giữ kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đẹp khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niên bằng. Phổ Quang Bồ Thưa Thịnh nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quang cũng kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: con nay nghe Đức Thế Tôn người khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đứng ngoài thần rộng lớn không thể nghe bàn như thế, trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong thời ma pháp sau này mà tuyên nói ca sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rộng ban bố và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bao Ngài Phổ Quang Bồ Tát cùng trong cử chúng rằng: lắng nghe ta sẽ vì các ông nói lượng về những sự phương đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quang bánh vâng rằng: vâng bánh Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe phần dạy sự lợi ích Đức Phật bao Ngài Phổ Quang Bồ Tát. Trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chấp tài, hoặc là người khen, hoặc là đánh lễ, hoặc là luyến mộ người, đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này
này vô quán như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào hẳn là hòa vế hình tương của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng. Một lần đảnh lễ người đó sẽ được sanh lên cõi trời Đao Lợi một trăm lần không còn phải bị xa đọa vào ác đạo nữa, vì dầu ngày kia phước trời đã ấn mà sanh xuống nhân gian cũng vẫn làm vì quân vương. Không hề mất sự lời lớn khỏi nữ thân, như có người nữ nào nhàm chán thần gái hết lòng cung dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát. Và những tượng cân bằng đấng đa keo sơn đồng xa phấn vân, ngày ngày thường đêm hoa hương đồ ăn đồ phụng gấm lụa tràng khoan tiền bằng vần báo vần vần cũng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mang một thân gái hiện tại tới đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nữa, có người nữ huống nữa là thọ thân cứ khi vì lòng từ phá nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sơ công đức đó trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Thân sinh đem lại nữ này phổ quang Bồ Tát, nếu có người nữ nào chẳng thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chí tâm chìm ngưỡng đánh lễ chừng trong quang mòn bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếm thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ sau sẽ đó nếu không nhàm thân gái thời trăm nghìn muôn ức đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trường gia tướng màu đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thánh chiêm ngưỡng đánh lên tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế quý thần hộ về lại nữ này vô quang. Như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối chưa tướng của Địa Tạng Bồ Tát mà trôi ca thứ ký mà ca khen người dùng hương hoa cúng dường cho đến khuya hoa được một người hay nhiều người, những hàng người đó ở trong đời hiện tại cùng thoa về lại sau thường đưa trăm nghìn vị quý thần ngày đêm theo hồ về còn không cho những việc hung dữ đến tai người đó, huống là để cho người đó phải chịu can tai và bất ngờ. Khinh chê mắng tội lại nữa này phó quan Bồ Tát, trong đời sao như có người an và an thần an quý nào thay kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cùng kinh cùng dường người khen chim ngưỡng đánh lên tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích.
Hoàng nhăn răng ra cười, hoàng chê sau lưng hay chê trước mặt, hoàng khuyên bao người ca cũng chê, hoàng khuyên bao một người cùng chê. Hai nhiều người cũng chê cho đến sanh lòng chê bai trong chừng môn niềm thời. Nhưng kẻ như thế đến sau khi một nghìn đứng phận trong hiền kim, nhằm dìa cá bị tội bao khinh chê nên còn ở trong địa ngục. Thì chiều tôi có rất nặng qua khỏi hiền kim này mới được họ thân ngà quý. Rồi mai đến một nghiệp kiếp xa mới thọ thân xuất sanh, lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người giàu được làm người. Nhưng ở vào án bần cùng em ha tất nguyện thiếu sớt hay bị những nghiệp ác ràng buông vào thân, không bao lâu phải xa đọa vào án đạo nương. Này phò quán kinh chê người khác cung dường, mà con má phải tội bao xấu khổ như thế, huống nữa là tự sanh á kiến mà kinh chê phá diệt tiêu tội chương lại nữa. Này phổ quán Bồ Tát, trong đời sao như có người nam người nữ nào đâu nằm liệt mái trên giường gối, cầu sống hay mua trái cũng đều không được, hoặc đêm nằm chim bao. Thầy quỳ giữ cho đến kẻ thần thánh trong nhà hoàng, thấy đi trên đường nguy hiểm hoàng bị bóng đè, hoặc với quý thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đôi thanh bệnh lao bệnh bại trong dân ngủ kêu rêu thề thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo luân đối chưa quyến định làm. Kinh hay trọng nên hoặc là khó chen, hoặc là khó lành, mắt phạm tùng của kẻ nam người nữ không thể biện rõ được, viên đó chi phải nên đôi trước tường của chư Phật Bồ Tát. Tò tiếng mà đóng tụng kinh này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bình thường ưa tiếc như y phùng đồ quý báo nhà cửa ruộng vườn vân vân. Rồi đưa người bệnh cắn thiên lang mà sướng lên rằng chúng tôi thánh đó họ đó nay vì người bệnh này đôi trước kinh tường đem những của vật này. Hòa cung dường kinh tượng hoàng tạo hình tượng của văn Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tam hoàng sắm đèn vào thập cúng hoàng cung vào của tượng trung. Sương lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết gia sư như thần thân của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt thời, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày, cứ lớn tiếng sương bệnh như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mang chung thời dầu cho từ trước có tội và nặng, nhận đến năm tội vô gián không đưa thoát khỏi ăn thoa sanh vào đâu, cũng thường nhớ biết viên đời trước huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào từ mình biết chép kinh này. Hoàng bào người biên chế hoàng tử mình đắm vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bao người càng về đó
chấp người đó khi thọ qua bao chắc đặng nhiều lời lớn. Này Phổ Quang Bồ Tát vì thế tụng kinh này cho đến chí trong một niềm người khen kinh này hoặc là có lòng cung kính đối với kinh thời ông cần phải dùng. Trăm nghìn phương chưa khuyến hoa người đó vang lòng siêng năng chớ đừng thổi thân thời có thể đưa trăm nghìn muôn ứng công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vì lao siêu độ vong linh. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát như những chúng sinh đời sao hòa trong giấc ngũ hoàng trong chim bao thấy các hàng quý thần nhân đến các hình làm. Rồi hoàng buồn ba hoàng khóng lo văn rào đi hòa thang thơ hoặc hai hùng hoàng sợ sệt đó đều là vì hoặc cha mẹ con em hoàng chồng vợ. Quyền luôn trong một đời mười đời hai trăm đời nghìn đời về thua quá khứ bị đoa lang vào an đạo chưa được ra khỏi không biết trong bóng vào phương lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ nào. Nên mời về manh báo với người có tình con nhung trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoa khỏi an đạo này Phổ Quang ông nên dùng sức ngoài thần. Thiên hàng quyền thuận đó đôi trước hình thường của chư Phật chư Bồ Tát chi tâm từ đạo kinh này hoặc tính người càng đông đủ số ba biển hòa đến bài biển. Như bài kệ quyền thuận đường mắt trong đạo kia khi thiên tụng kinh đủ số mây biển đó xong sẽ đằng dài thua cho đến trong mười khi mê ngủ không còn thấy hiện về nương. Khỏi nô lệ lại nơi nữa Phổ Quang như đời sau này có những hàng người hà tiên hoàng tớ trai hoàng tớ gái nhận đến những kẻ không được quyền tự do. Rõ biết là do tội nghiệp đời trước ấy ra cần phải sám hối đó thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đành lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến những người trên đó sau khi mang bao thân hà tiền ở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau. Thường sanh và bực tôn quý trọn không bao giờ còn phải xa đoà vào ba đường á khổ nửa sanh còn dễ nuôi lại vậy nửa này Phổ Quang Bồ Tát. Về trong thuở sau này nơi cõi diêm phù đề trong hàng xa để lời bà la môn trương gia cư sĩ tất cả các hàng người và những dân tông dòng họ gắn như có người nào mới sanh đem. Hòa con trai hòa con gái nội trong bảy ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tùng kinh điển không thể nghĩ bàn này lại vì đứa trẻ mà niềm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến đường như vậy thời đưa trẻ hoàng trai hay là gái mới sinh ra đó nếu đời trường nó có gây lấy tội và chỉ cũng đặng thoát khỏi cam.
nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm đứa sống lâu, còn như nó là đứa nương nơi phước lưng mà thôi. Sanh thời đời nó càng được an vui cùng sống lâu hơn. Ngài thăm trai tụng kinh được phước lại vậy, nữa nay vô quan trong mỗi tháng như ngày mùng một, mùng tám, mười bốn, rằm, mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chín và ba mươi. Mười ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tôi kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ, tăng ca những cử chỉ đồng niệm của chúng sanh. Trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, huống nữa là những kẻ buông lung giết hại trộm cắp ta dâm vòng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trai kế trên đây mà có thể đối chứa hình tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh để đồng tụng kinh này môn biên, thời chung quanh cho người đó ở bốn hướng đông tây nam ba trong khoảng một trăm gió tuần không có xảy ra những việc tai nạn, còn chính nhà của người đó ở tất cả mọi người hoàng gia hoàng trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi ăn các ăn đào. Trong mười ngày trai trên đây nếu có thể mỗi ngày tùng một biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mắng phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư vật này phổ quang vì thế nên biết rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có bơ kha thuê trăm nghìn muôn ứng nhân sự hoài thần lần lớn nhiều lời ích cho chúng sanh. Như thế chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với Ngài Địa Tạng Đại Sư. Những chúng sanh đã hoàn được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoàn được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng ba chữ hai năm chữ trong kinh này, hoàng một bài kệ hai một câu thầy, những người đó ương sự án vui là thương. Trong đời hiện tại trăm nghìn muôn nơi về vì lại thường đưa phát sanh vào nhà tôn quý, thần hình xinh đẹp danh hiệu của kinh khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bài, người khen Ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, Ngài Phổ Quang Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bành cung Đức Phật rằng: Bạn được Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghi bàn. Như thế rồi xong nay vì muôn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết ca sơ lợi ích đó, nên con mới bành nói cùng Đức Như Lai. Vẫn con xin cùng kính tin nhân lời Phật dạy, bạch Đức Thế Tôn kinh này đặt tên là gì, và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bao ngài Phổ Quang kinh này có ba danh hiệu: một là Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bốn Hành Kinh, đây là tên thứ hai.
cùng gọi là Địa Tạng Bốn Thể Lực Kinh. Đây là tên thứ ba do vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở Kim Lâu Xa đến nay phát nguyện rộng lớn, làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên cao phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, Ngài Phổ Quang Bồ Tát tin chiều chắp tay cung kính lệ Phật lùi ra kinh. Địa Tạng Bồ Tát bồn nguyện lời ích ca kẻ con người mừng phẩm thứ bảy quyền tu thánh đạo. Lùng đà Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bánh cùng đưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu làm những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều thôi thân tâm tốt ban đầu, còn hoặc khi gặp duyên sự bào ác chẳng lành lại lần lần thêm lần. Nhưng hàng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lúng lúc sau những người đó hoặc gầm hàng thiên trí thức. Đôi giùm đã bớt cho hoàng là đôi giùm hình ca vì hàng thiên tri thức đó có sướng rắn khỏe mạnh là dìu đỡ người ấy khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi buồn lại đến chỗ đấng bàn phân rồi, thời cần phải sẽ nghĩ đến con đường hiểm sâu ấy, đừng có đi vào đó nữa bằng Đức Thế Tôn. Nhưng chúng sanh quen theo thói ban đầu từ mấy muốn rồi lần đến nhiều vô lượng, khi đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành hay sắm sửa mang chung. Thời cha mẹ cùng thân quyến bị người đó ma thu tà phước lành để giúp tiền đồ cho người đó hoàn treo phán lòng và thắm đèn dầu hoặc chuyến đông tôn kinh hòa cúng dường tượng phần. Cùng hình tượng của các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bính chi Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sâm màng chung. Hoàng là ở nơi bốn thơ nghe biết cứ theo nghiệm ma của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo, thời đang lẽ người đó phải bị đọa vào án đạo, xong nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thành đạo, cho nên cả điều tội ác của người đó thấy đều tiêu sạch như sau. Khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó coi ăn chốn ác đạo đưa sanh lên cõi trời, hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng mà kẻ thân quyến hiện tại đó cùng được vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ trên đó nên nay con đối chưa đưa Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng tam bố chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bao. Nhưng chúng sanh trong cõi diêm phù đề ngài lắm, chúng kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có duyên hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tê lễ quý thần cầu cúng mà quay.
Vì sao thế? Vì viễn diệt hại cho đến thế lễ đó không có mòn mây mung chi lợi ích cho người trên cả chi có canh thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Nhờ sự người chánh đạo ăn là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đắc phần thanh qua sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng bị vì lúc lâm chung hàng thân của gây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người trên đó mắng lấy ương lụy phải đối biện chậm sanh vào chốn lành. Huống gì là người kia chớ lô sanh tiền chưa từng làm đưa chúng phước lành đều theo oán nghiệp của họ đã gây tao mà tự phải bị sa đọa vào ăn đào. Hàng thân thuộc nợ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm, cũng vì như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã ba ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân. Bồng gầm kê lớn gần lại gửi một ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khôn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù đề ở nơi trong gia phá của bà, nếu có thể làm việc vương lành cho đến chân bằng sơi lông giọt nữa, bằng một hồn can một mấy bụi nhỏ, thời tầng ca chúng sanh đó đều tự mình được lời in cam. Trường già bánh hỏi khi ngài Địa Tạng nói lời đó như thế xong, trong pháp hội có một vị trường giả tên là Đại Biện. Ông trường giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiền thần trưởng gia đê hoa đồ chúng sanh trong mười phương. Ông chăm tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mang chúng mà hàng quyến thua hoặc kế lớn người nhỏ, vì người trên đó mà tu ca công đức cho đến thiết trại cung dường làm những phước lành, thời người chánh đó có đặng lời in lớn cùng đặng giải thoát chăng kể, còn người mẫn đều được lời ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: này ông trưởng gia, nay tôi vì tăng ca chúng sanh trong hiện tại nơi cùng thua, vì lai sao nương nơi hoài thần của Đức Phật mà nói lướt về viện đó. Này ông trương gia, những chúng sanh ở hiện tại ấy vì lai lung sắp mang chúng mà nghe đăng danh hiệu của môn Đức Phật, danh hiệu của mơ vị Bồ Tát hay danh hiệu của mơ vị Bên Chi Phân, thời không luân là có tội cùng không tôi đều được giải thoát cam. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội án, sau khi người này mang chúng hàng thân quyến kê lân người nhóm, vì người chết mà tu tạo phước lời làm ta ca việc về thành đạo, thời trong bảy phần công đức người chánh nhờ đắng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cơ trên đây nên những người thiền nam cùng thiền nữ hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên có
Còn vị dư vô thượng kia không hèn mà đến thân hồn vơ vân mịn mờ chưa rõ là tội hay phước trong 49 ngày như ngay như điên. Hoàng ở tại các tư sở để biện luận về nghề qua khi thâm định xong thời cứ y theo nghiêm mà thọ lấy quả báo. Khi đọa vào các ngã đạo thần hồn người trên đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cũng nhùng thân quyến tu tạo phương lành để cứu vấn cho. Qua coi 49 ngày thời cứ theo nghiêm mà thọ lấy quả bao người chán đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoáng coi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián người phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi nhưng sơ đau khổ trong nghìn kiếm muôn kiếm lại vậy nữa này ông trương giá sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung càng có nhiều thần quyền có làm trai để giúp thêm vừa lành cho người trên đó thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đương làm chớ có đem nướng gạo lá rào vân vân đó mài ra nơi đấng cho đến cả thứ đồ ăn chưa dừng cúng cho Phật cùng tăng thời chẳng được ăn trước nếu như ăn trái phép mà không được tinh sanh khí lương. Thời người trên đó tròn không được mấy phương nào nếu có kẻ thế kỷ lượng giữ gìn tinh sanh đem dâng cúng cho phân cùng tăng thời trong bảy phần công đức người trên hướng được một phần. Này ông trương gia vì thế nên nhân chúng sanh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay người thân quyền chết nếu có thể làm trai cúng dường chỉ tâm cầu khấn thời những người như thế. Kẻ còn là người mơ đều đang lấy ca lũng ngài địa tạng nói lời này tại cung trời đau lời có số nghìn muôn ứng na do ta quý thần cõi diêm phù đền đều quán bồ đề tam vô lượng ông trương gia đại biện vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện các vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ tam Diêm La Vương cùng quý vương vân tạm lúc đó trong dãy núi thiếu vì có vô lượng vị quý vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời đã lợi đến chỗ của Đức Phật các vị quý đó tên là Án Độc Quý Vương Đa Án Độc Quý Vương Đại Tránh Quý Vương Bành Hộ Quý Vương Huyết Hộ Quý Vương Sinh Hộ Quý Vương Tán Hương Quý Vương Quý Thân Quý Vương Điển Quang Quý Vương Lan Nhà Quý Vương Đàm Thú Quý Vương Phù Thành Quý Vương Chú Ha Quý Vương, Chú Hòa Quý Vương, Chú Phước Quý Vương, Chú Thực Quý Vương, Chú Tài Quý Vương, Chú Súc Quý Vương, Chú Cầm Quý Vương, Chú Thú Quý Vương. Chú Mỹ Quý Vương, Chú Sáng Quý Vương, Chú Mạng Quý Vương, Chú Tận Quý Vương, Chú Hiếm Quý Vương, Tam Mục Quý Vương Kỳ Lợi Thất Vương
Đại kỳ lợi thắng vương kỳ xa lợi vương kỳ và đại kỳ lợi xoa vương a na tra vương đại a na tra vương nhưng vì đại quý vương như thế vân vân mỗi vị cùng với trăm nghìn tiêu quý vương cả thai ở trong cõi diêm phù đề đều có chư tranh đều có phần chủ trì càng vì quý vương đó cùng với vua diêm la nương sức ngoài thần của đức phật và oai lực của ngài địa tạng đại bồ tát đồng lên đến cung trời đao lời đứng qua một phần bấy giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng đức Phật bạch đức Thế Tôn nay chúng con cùng các vị quê vương nương sướng ngoại thần của đức Phật và oai lần của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời đao lợi này mà cũng là vì chúng con đang phước lành vậy nay chúng con có chung việc nghi ngờ giảm bệnh hoài Đức Thế Tôn cuối xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho đừng phần bà vua Diêm La rằng cho phép ông hỏi ta sẽ vì ông mà dạy rõ bây giờ vua Diêm La chim ngưỡng đánh lê đứng Thế Tôn và ngon ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch cùng Đức Phật rằng con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sao đường dùng trăm nghìn phương chướng để cứu độ nhưng chúng sanh mắng phải tội khổ ngài không tự mình nhập ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghi bàn được như thế nhưng sao hàng chúng sanh vừa đăng thoa khói tội báo không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nương bạch Đức Thế Tôn ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghi bàn như thế nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để đường giải thoát mãi mãi cuối xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con phần gian sớ nhân đứng phần bà vua Diêm La rằng chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng coi có dài có sương ngài Địa Tạng đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cư vớt những chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lân ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhớ sành coi gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đó nhờ biết những công việc ở đời trước tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kinh nghiệm dư phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại làm nhọc cho ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kim lo lắng để cứu độ chúng non vì nhờ có người quên mất nhà mình đi lang vào con đường hiểm trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quý và xoa cùng hầm soi sư tư rắn độc bò cam người
người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng dây lắng nữa sẽ bị hại. Có một vị trí thân hiểu nhiều pháp luận là có thể trừ sư độc hại đó, cho nên có thể trừ quý và xóa các loài ăn đồng vân vân. Chờ gặp người quên là kia đường muốn đi thẳng vào con đường hiểm nàng bèn vội báo rằng: ô hay này ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nàng này, ông có pháp thuận là gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người là đường đó bóng nghe lời hỏi trên mới đó là đường hiểm nàng bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường nàng đó. Vì thiền tri thức ấy nắm tay dìu dắt, nhưng người lạc lối đó ra ngoài đường im nàng coi càng sự đồng hại đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn rồi báo rằng: này người lạc đường từ nay về sau chớ có đi vào con đường im nàng đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ăn khó ra khỏi đằng lại còn phải bị tôn tánh mang, người làng đường đó cũng sanh lòng cảm trọng lúc từ biệt nhau vì tri thức lại dặn thêm: nếu ông có gặp kẻ quen người thân cũng ở những người đi đường hoàng trai hay gái thời ông báo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại vào đó ác phải tôn tánh mạng. Chờ để cho những người ấy tự vào cho chánh vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Nhưng chúng sanh tội khổ đó ra biết sự không khổ trong con đường ác nghiệp rồi khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quen đường kia là vào đường hiểm ngâm vì thiền tri thức dần dắt cho ra khỏi không bao giờ còn lạc vào nữa, gặp gỡ người khác lại bao chớ vào đường ấy. Từ nói rằng mình là quên đường nên đi làng vào đó nay đang thoát khỏi rồi tròn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào con đường ấy nữa thời là con mê lầm không biết đó là con đường hiểm nàng mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mân màng như chúng sanh bị đọa vào trong ăn đau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sơ phương tiện cứu vớt cho được thoát khỏi sanh vào cõi trời rồi cùng vẫn trở vào ăn đau nữa. Chúng sanh đó kinh nghiệm ác quá nặng thời ở mãi chọn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. Quý vương bài thiên nguyện bây giờ a đồng quý vương chắp tay cùng kinh bành cùng đừng phần rằng: bành đừng thế tôn, chúng con là hàng quý vương số đông vô lượng ở trong cõi diêm vô đề hoa, có vì làm lợi ích cho người hoặc có vì làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng vì nghe bao khiến quen thuộc
chúng con đi qua thế giới an nhiều lành ít, đi qua sân nhà người hoặc thành âm xóm làng trai vườn buồn nhà, trong đó như có người trai kẻ gái nào tu đưa cho phước lành bằng mái lông sợi tóc, cho đến treo một lá phan một bao cái chúc hương chúc hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát hoặc đọc tụng tôn kinh. Đột hưởng công dương một bài kệ mong câu kinh vân vân, hàng quý vương chúng con cung kinh làm lễ người đó như kinh lễ ca đưa phần thua quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng còn truyền các hàng tiêu quý có oai lần lớn và kẻ có phần chừng trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho viện giữ cũng sự tai nạn bất kỳ. Mình tạo hiếm nghèo thình lình cho đến những việc không vừa ý nên gần chỗ của các nhà đó uống là để vào cửa Đức Phật khen quý vương rằng hay thay tốn thay. Càng ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế, ta cũng truyền cho các vị trời phạm vương để thích hộ về cánh ông. Chú mang trình thưa khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quý vương tên là chú mang bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, một nghiệp viên của con là cai quán về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề, khi sanh khi tử con đều coi biển đó cứ theo nơi bốn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến đôi khi sanh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế khi sanh nỡ nên làm lành kiêng ác, người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh không luận là con trai hay con gái, khi sẵn sanh ra phải nên làm việc phước lành thêm sửa lợi ích cho nhà cửa trời thổ địa, vui mừng không xiết ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui. Hàng thân quyên cũng được phước lợi hòa khi đã hạ sanh rồi, nên cẩn thận chớ có giết hại sanh vần để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sang máu ăn. Cùng nhóm họp ca hàng quyên thuận lại để uống rượu ăn thịt ca sang đơn sao, nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh sáng nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mì uống ăn huyễn tanh, nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh xa tranh thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy làm cho được an vui, mà đăng nhiều sự lợi ích người ấy thấy mình được an ổn thời đáng lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mà trai lại giếng hai loài sinh vật hồi họp thân quyến vì lễ này đã phạm tội lỗi tóc phải tư thọ lấy tai và mẹ con đều tôn lung chết, nên tu phước lại người trong cõi Diêm Phù Đề đến lúc màn chung
Không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc và trong ăn đau, huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo cội phước lành giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi diêm phù đề những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ nhân đến hóa làm người thân quyến dắt dẫn thần hồn người chánh đi cho đọa lạc. Vào chốn ác đạo huống chi là những kẻ lung sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác bành được thế toàn những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi diêm phù đề lung lắm chung thời thân thức hôn mê. Không biện đưa lễ lành điều giữ cho đến măng cùng tai không còn thấy nghe gì hên hàng thần quyền của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cung dường lớn tùng đồng tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Tu tạo nhân duyên phúc lành như thế cho người cha thoát khỏi chốn ngang đạo càng thư mà quỷ ác thần thay đều phải lui tan cả hên bánh đứng thế tôn. Thần ca chúng sanh lũng lâm chung nèo đặng nghe danh hiệu của mò đức danh hiệu của môn Bồ Tát hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa con xem sẽ thấy mạng người ấy. Trừ năm tội vô gián cùng tội xa hai những nghiệp án nho nhỏ đáng lẽ phải xoa vào chốn á đau liền đặng thoa khỏi ca đức Phật căn dặn đừng phần bao chú mạng quý vương rằng ông vì có lòng đại từ nên có thể phá ra lời nguyện lớn ở trong sanh từ cứu hộ chúng sinh như thế như về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung. Ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui chủ mang quý vương banh cùng đấng Phật rằng xin được thế tôn chớ lo trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh. Ở cõi diêm phù đề lúc sanh lung tử đều làm cho được an vui cả chỉ trong mong cả chúng sanh trong lúc sanh cùng lung tử tin theo lời của con đã nói trên thời đều giải thoát đặng lợi ích lớn. Đừng vào thọ ký cho chú mạng bây giờ đức Phật bao ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng vì đại quý vương cai quan về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vì quý vương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử đó là bơn Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi mà nguyện hiện thân đại quý chớ thiệt thời không phải quý quá một trăm bảy mươi kiếp sau. Ông đó sẽ đưa thành phần hiệu là Vô Tướng Như Lai kiếm đó tên là An là cõi nước tên là Tình Trụ Thọ Mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm đường. Này Địa Tạng Bồ Tát những sự của quý vị đại quý vương đó không thể nghi bàn như thế hàng trời cùng người đưa quý ấy đổ thoát cũng đến số không thể hàng lượng.
Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện xưng danh hiệu chư Phật Pháp Thứ Chín Lung Đa Ngài Địa Tạng Bồ Tát Bạch Cung Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn này con vì chúng sanh trong đời sau mà vô bài sơ lợi ích làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn cuối sinh đừng Thế Tôn cho phép con nói đó đừng phần bao ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu với tất cả chúng sanh mà khoai tội có trong sao đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bạn bây giờ chính đã phải lúng vậy ông nên nói ngay đi và sư ông có thể sớm làm xong nguyện đó ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và về lại nữa ngài Địa Tạng Bạch Cung Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn vô lượng vô số kiếm về thuở quá khứ có đừng vượt ra đời hiểu là vô biên thân như là như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính liền đằng siêu việt tội nặng sanh thương trong bốn mươi kia muốn là vẽ đâm hình tượng cúng dường tháng tháng người này được vô lượng vô biên phương lợi lại hằng hà sa kiếm về thua quá khứ có đức phật ra đời yêu là bưu thắng như lai như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phá tâm quy với Phật trong khoảng khai mong tại người này tròn hằng không còn thôi chuyến nơi đạo vô thường chánh giác lại về thua qua cứ có Đức Phật ra đời hiểu là ba đầu ma thắng như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lộ tai người này sẽ đưa một nghìn lần sanh lên sáu tầng trời coi dụng huân nữa là chí tâm xưng niệm lại ba ca thuê vô số kim về thua quá khứ có đức phật ra đời yêu là sư tư hống như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phán tâm quy chừng trong một niềm người này sẽ đang gặp vô lượng càng đứng phần xoa đăng thọ ký cho lại về thua quá khứ có Đức Phật ra đời yêu là câu lưu tôn như lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chỉ tâm chim ngưỡng lệ bái hoằng lại tan thăng người này nơi pháp hội của một nghìn Đức Phật trong hiền kiếp làm vị đại phạm vương đăng Phật thoát ký đạo vô thường cho lại về thua quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Tỳ Bà Thi Như Lai như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi không còn xa đọa vào chốn ăn đào thường được sanh vào chốn trời người hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu lại vô như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật hồi lương vô gian hộ gian ca nghiệp ba đều tiêu sanh cả năm tội lương vô gian kia dầu
rất nặng nề, đang lẽ phải trải qua ức kiếp hằng không ra khỏi đằng qua không. Nhưng bài lúng lâm chung nhờ người ca vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội năng đó cũng lần lần tiêu sanh. Huống là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đang vô lượng lành trừ diệt, vô lượng có lượng có kinh Địa Tạng Bồ Tát bồn nguyện quyến trung hết bốn hành Địa Tạng thể nguyện rồng sâu gầy vàng châu sáng độ chúng sanh. Lùng khó không ngàn ngàn tinh tấn kiên thành khỏi măng khó trầm luân. Nam mô thường trụ thập pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đức Diệu Thanh và Đức Mãn Nguyệt và Đức Nguyệt Diệm Phật có ba ca khuya Đức Phật Thế Tôn như thể tăng ca chúng sanh trong thời hiện tại cùng có vị lai. Hoàng là trời, hoàng là người, hoặc người nam hoàng người nữ chi niệm đưa và danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Nhưng chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đằng nhiều phương lời không còn phải đoa vào an đạo nữa, như có người nào sắm mang chung hàng thân quyến trong nhà nhân đến một người vì người bình sắm trên đó mà niềm lớn tiếng. Danh hiệu của mong đỡ phân khởi người trên đó trừ năm tội lớn vô gian, vô gian ca nghiệp ba đều tiêu sanh, cả năm tội lớn vô gian kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ phải trải qua ức kiếp hằng không ra khỏi đằng qua không. Nhưng bài lúng lâm chung nhờ người ca vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội năng đó cũng lần lần tiêu sanh. Huống là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đang vô lượng lành trừ diệt, vô lượng có lượng có kinh Địa Tạng Bồ Tát bồn nguyện quyến trung hết bốn hành Địa Tạng thể nguyện rồng sâu gầy vàng châu sáng độ chúng sanh. Lùng khó không ngàn ngàn tinh tấn kiên thành khỏi măng khó trầm luân. Nam mô thường trụ thập pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện so sánh nhân duyên công đức của chư Bồ Thí Phẩm thứ mười. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát mà so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong mười đời, có hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong trăm đời nghìn đời.
chớ ấy tài làm sao thế cuối sinh đừng thế tôn dạy cho bây giờ đứng phần báo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng nay ta ở trong toàn thế chúng hồi nơi cung trời đau lợi này giảng về sự so sánh công đức kinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề ông phải lòng nghe ta sẽ vì ông mà nói ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng đứng phần rằng chính con nghi ngờ về viện ấy con xin ưa muốn nghe đứng phần bao ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương hàng tế phụ quan chức lớn hàng đại trưởng giả hàng đại sáng đế lợi hàng đại bà la môn vân vân nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng nhận đến kẻ tật nguyện cầm ngòng kẻ điếm ngay mù quáng gặp những hàng người thân thế không đưa vẹn toàn như thế lúng ca vì quốc vương đó vân vân muốn bố thí nếu có thể đủ tâm từ bi lớn lại có lòng vui vẻ tự hà mình tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó hoàng bao người khác đem cho lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi ca về quốc vương đại thần đó vân vân đằng phước lời bằng phước lời công đức cúng dường cho một trăm hằng hà sa chư phần vậy tài làm sao chính bởi vì quân vương đó vân vân phá tâm đại từ bi đối với kẻ rất mừng nghèo cùng và với những người tàn tật kia cho nên phước lành đưa hướng qua bao như thế này trong trăm nghìn đời thường đương đầy đủ nhưng đồ thân báo huân là những thứ để thọ dụng như y phục đồ uống ăn vân vân lại vậy nữa nay Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gắm chùa tham thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát thành vạn hai bính chi và đến thân từ sửa sang cúng dường Bồ thì vị quân vương đó thì trời đế thích hưởng sự vui sướng tốn làm nếu có thể đem phương lành bố trong pháp giới thời vị quân vương đó trong mười kiếp thường đường làm về trời đại pháp thiên vương lại thế này nữa nay Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau nếu có vị quân vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp chùa tham cua đứng phần thuở trương hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sớm rảnh ra liền có thể phát tâm tu bổ lại vì quốc vương đó hoặc từ mình đến thân lo sửa sang hòa khuyên hoa người khác cho đến khuyên hoa
tượng làm vua chuyển luân. Còn những người cá chung cùng làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời, thường làm vua nướng nhỏ nếu lại ở trướng chùa tham có thế phá tâm đem công đơn cúng dường. Bồ thí đó mà hồi hướng về đã vô thường chánh đàng chánh gia đương như vậy. Thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành phật cam. Bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên lại vậy nữa này đi. Sao như có về quốc vương hay hàng bà la môn, gặp những người già yếu thân bệnh và kẻ phụ nữ sanh để nêu trong khoảng chừng một niềm sanh lòng từ lớn đuôi đem thuốc men cơm nước giường chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy được. Phước đức đó không thể nghĩ bàn đến được trong một trăm mà kiếp. Thường làm vua trời tình cư trong hai trăm kiếp, thường làm vua sáu từng trời cõi dục. Không bao giờ con đọa bao ác đạo cho đến trong trăm nghìn đời, lỗ tai không hề nghe đến tiếng khô rốn rao sẽ thành phần lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sao như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem vừa đứng đã hồi hướng đà vô đề thời không luân là nhiều hay ít Phật ca huống gì là những quá trời phàm vương. Trời Đề Thích Vua chuyển luân này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyên hòa cho tất cả chúng sanh đều phải hồng theo như thế. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có thiền nam kẻ thiền nữ nào ở trong phần pháp mà gieo trồng chúng ít cõi phương lành. Chừng bằng cái lông sợi tống hồ can mãi bùi phước lời của những người đó sẽ hương thọ không thể ví dụ thế nào cho đường lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sao như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gắm hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Binh Chi Phật, hình tượng Vua chuyển luân và Bồ Thí cúng dường. Thời đăng Bồ Lượng Vương lành thường sanh ở cõi người cõi trời hương sự vui thù thắng vi diệu như có thể đem công đức hồi hương cho cả pháp giới chúng sanh. Thời phương lời của người ấy không thể ví dụ thế nào cho đường lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như kẻ thiền nam người thiền nữ nào gặp kinh điển đại thường hòa nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính người khen Bồ Thí cúng dường, người ấy được quả bao lớn
không thể ví dụ thế nào cho được lại vậy nương. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gầm chúa tháp và kinh điển đại thừa? Nếu là kinh tháp mới thời Bồ thì cúng dường chim ngương lễ lại người khen chấp tay cùng kinh. Nếu gầm kinh tham cố hoàng hư rắn thời sứ sang tu bố hòa riêng mình phá tâm làm hòa khuyến người ca cùng đồng phá tâm. Nhưng người đồng phá tâm đây trong 30 đời thường làm vua cán nướng nhỏ con vì đàn vì chánh đó thường làm vua chuyến luân lại dùng pháp lành mà giao hoa vua cán nướng nhỏ. Lại vậy nữa Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo trồng trong phần pháp. Hoàng là Bồ Thí Cung Dường, hoàng là Tu Bố Chùa Tham, hoàng sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng mô sợi lông một mây bụi mộng hồ cát một giọt nương. Nhưng sự lành như thế không lường nhiều ít chi có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh. Thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hương thọ chữ vui thường nhiều, còn như chi hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoàng tử mình được lợi ích thôi. Như thế thời sẽ hướng quá vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành thời được hương báo tốt một muôn lần trôi hơn này Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng nhân duyên còn đứng về sự bồ thí như thế đó kinh Địa Tạng Bồ Tát bồn nguyện địa thần hộ pháp phẩm thứ 11 lúc đó vì kiến lao địa thần bạn cùng đứng phần rằng bạn đứng Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đánh lễ vô lượng vì đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bằng. Đồ khắp mọi loài chúng sanh ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong diêm phù đề. Như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quán Âm, ngài Di Là cùng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoang mang. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phá thể nguyện giao hóa tất cả chúng sanh trong sao đường trai đến kiếp số như số ca trong trăm nghìn ứng sông hằng. Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xe chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sao, nơi chỗ sanh sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình, ở dùng đất đá tre gỗ mà dừng cất cai khám cai thân.
trong đó có thể hóa về cho đến dung vàng ba đồng sáng đúng nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đốt hương cúng dường chim lễ người khen thời chỗ người đó ở đường mười điều lời ích. Nhưng vì là mười điều, một là đấng cá tôn màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết đưa sanh lên cõi trời, bốn là những người hiền còn hướng sự lời ích, năm là cầu chi cũng tội ý cả, sao là không có tai hoa về nước và lửa bay, là trừ sanh việc hư hao, tám là dựng hẳn ác mộng, chính là khi ra lúng vào có thần theo hồ về, mười là thương gầm bước thánh nhân bành đứng thế tôn chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay. Nếu ở nơi phần đấng của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế thời được sự lợi ích như vậy. Vì kiên lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn trong đời sau này như có người thiên nam kế thiên nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Người đó lại có thể đồng tung kinh điển này và cũng dường hình tướng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thương hộ về người đó cho đến tất cả sự tai hòa như nướng lửa trộm cơm. Nàng lớn nàng nhỏ vân vân thay tèo tiêu sành được phán báo kiên lao Địa Thần rằng thần lờ rộng lớn của ông cả thần ca ít ai có bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi diêm phù đề đều nhờ ông hộ trợ cho đến có cây cạn đá lúa mè tre lao gạo thóc của bao tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông Cam. Này ông lại tuyên bày những sự lợi của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trôi hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cùng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đồng kinh tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo môn việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tấm ca sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai uống nửa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì, người đó cũng có hàng quyền thuộc của Phạm Vương Đế Thích, quyền thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đấng ca vì hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chim lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bốn nguyện này. Tự nhiên được rốt ráo xa lìa biên khổ chừng đạo niết bàn an vui, vì thế nên đăng ủng hộ một cách lớn lao như thế.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện thấy nghe đưa lời in phẩm thứ 12 đưa Phật phóng quang tuyên cả lúc đó từ trên đành môn đứng Thế Tôn. Phóng ra cả trăm nghìn muôn ngực tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn. Tia sáng sáng tia sáng sáng tia lớn, tia sáng sáng thanh, tia sáng sáng thanh lớn, tia sáng sắc biển, tia sáng sắc biển lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn. Tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn. Tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn bao, tia sáng vòng tròn bao lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn. Tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đánh môn phong ra những luồng tia sáng như thế, xong lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà báo đại chúng rằng: này Tam Bồ chúng trời rộng người cùng phi nhân vân vân lắng nghe. Hôm nay ta ở tại cung trời đau lời thuyền bài người khen những sơ lời in trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hành lên bậc thanh, những sự chứng quá thầm điền, những sự rõ ràng không lui sụp nơi đạo vô thượng chẳng đặng chánh giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát Quan Thế Âm cầu thỉnh lung đơ Phật nói lời trên đó vừa dừng tiếng trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bành cùng đừng phân rằng: bành đường Thế Tôn ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương cho chúng sanh mắc tội khôn. Ở trong muôn nghìn ứng thế giới ngài hóa hiện ra nghìn muôn ứng thân, bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài. Con đã từng nghe đức Thế Tôn cùng vô lượng chư phần trong mười phương các miền đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát, dầu cho cả đứa Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai, nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại đưa đứng Thế Tôn bào khắp trong đại chúng rằng: đừng Phật muôn thuyền nói các sự lời in của ngài Địa Tạng Bồ Tát, cuối mong được Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghi bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho Tam Bồ chúng trời rộng vân vân chiêm ngưỡng lễ lạy ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đừng vào tang thang và hứa khá đức phân bao ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân rì duyên rất
rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà những hàng trời rồng. Hoặc nam tử nữ nhớ hoàng thần hoàng quý cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sao đường nghèo, kẻ nào nghe danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông. Thời nhưng chúng sanh ấy đều ở nơi đa vô thừa chẳng được sanh vào cõi người cõi trời hướng đủ sự vui vì diệu khi nhân qua sắc thành thông liền được phần thọ ký tròn. Này ông sanh lòng từ bi lớn thương xót cả loài chúng sanh và tam bồ chúng trời rồng vân vân mà muốn nghe ta nói những sự lời in chẳng thể nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lòng nghe cho kỹ này ta sẽ nói đôi ngày Hoàng Thế Âm Bồ Tát bành rằng vâng bành Đức Thế Tôn con xin ưa muốn nghe thấy nghe thêm phước trời đừng phần báo ngài Hoàng Thế Âm Bồ Tát. Trong cả thế giới về thoái hiện tại nay và vì lại sao có vị trời nào hưởng phước trời đã mang năm tướng si hao hiện ra nơi thân hòa có kẻ phải đọa lạc nơi chốn an đồng. Cả vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đường lông tướng suy hao hiện thầy ở thầy hình tướng ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lệ. Thời cao vị trời đó càng thêm lớn vừa trời hướng sự vui sướng rất nhiều không bao giờ còn phải bị đọa la vào ba ác đạo nữa uống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát. Nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem cá thương hoa đồ y phùng đồ uống vâng bao chuỗi ngọc mà bố thí cung dường thời người này đang vô lượng vô biên công đức phương lời. Người bình được lời lại vậy nữa này Quán Thế Âm trong ca thế giới về thua hiện tại này và vì lại sao những ngàn chúng trong sau đường như có kẻ sắp màng chung mà đang nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai thời kẻ màng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. Huống chi là lúc sắm mang chung cha mẹ cùng hàng thân quyến đẹp của cái nhà cửa vân bao y phục vân vân của người sắm mang chung đó mà làm của chi phí đôi tô đắp hay hòa vế hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bình lúng chưa chan hoàng mắng thay tai nghe bia rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vần báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bình đó nếu có gầm mà báo phải mang lấy bình nặng thời nhờ công đơn này liền đưa lanh mạnh tôi thọ thêm lâu. Còn nếu người bình đó có nghiệm báo số mang đà hình lại có đủ tất cả tội chương nghiệm chương đang lẽ phải bị đọa vào trong ác đạo sông vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời cõi người hưởng qua vui thù thân vì diệu tăng ca
tội chướng thấy đều tiêu sạch. Tiền vọng được phương lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào hoàng lúc còn bú mớm, hoàng lúc lên 3 tuổi, hoàng lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà trên mà mấn cha mẹ cho đến trên mấn anh em chị em đến, khi người đó cùng lớn nhớ trương à, tướng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sang về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào, người đó như có thế tô về hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhân đến nghe danh hiệu của ngài rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đánh lễ. Từ một ngày cho đến 7 ngày đừng thôi thân tâm, ban đầu nghe danh hiệu thầy hình tượng chim lễ cúng dường thời quyên thuộc là sâm quá của người đó, nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo tính ra phải chịu đến số kiếp nay, nhờ công đức tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và chim lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em, nên liền đàng giải thoát được sanh lên cõi trời cõi người, hương hoa vui thù thắng vì nhiều, còn như quyên thuộc đa sáng phơ của người đó có phước lành đã được sanh lên cõi trời cõi người, hương thọ quá vui thù thắng vì diệu rồi, thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân, về bờ thanh ứng vô lượng quá vui như người đó, lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chìm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của ngài đủ một số muôn biên, sẽ đăng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thần quyên sớm quốc kia đã sanh về. Hòa trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát yến sơ thân thông lan tự giác, người đó đến cả thế giới thấy hàng quyên thuộc, nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1000 biến luôn đến 1000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai ca vị quý thần ở tại chỗ đó, hồ về trọn đời hiền đời đồ ăn món mặc dư dần, không có cá thơ bên có cho đến cá sơ tai, và còn không hề vào đến cửa hương nữa, là đến nơi thân rô ra rồi, người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ ký cho nguyện lớn sáng thanh lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau như có kẻ thiền nam người thiền nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tăng cả chúng sanh, muốn tu tạo vô thừa chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, hòa đem hương hoa y phụng vần bao đồ ăn uống vân vân để cúng dường chìm ngưỡng đánh lễ thời cho nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại lầy vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát.
Trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ, nào muôn cầu trăm nghìn muôn ư địa nguyện trăm nghìn muôn ứng sự về hiện tại cùng vị lai thời chí nên quỳ chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường. Người khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế thời nguyện những chi và cầu những chi thay đều thành tựu ca lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vẫn được từ bi rộng lớn ủng hộ mái tròn. Người đó trong giấc chiêm bao liền đằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ khi đưa trí huệ lại vậy nửa này Quang Thế Âm Bồ Tát trong đời sao như có người thiền nam kẻ thiền nữ nào sanh lòng rấn trân trọng. Đối với kinh điển Đại Thừa phá tâm bằng thư nghi muôn đọc muôn tùng kinh điển ấy dâu găm đăng bực minh sư truyền dạy cho những người đó học tầm như đông rồi quên rồi trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tùng đường. Nhưng kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tùng. Nhưng hàng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thầy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đem mến bồn tâm cung kinh bày tỏ với Bồ Tát rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tấn ca đồ hoa cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát. Dùng một chén nữa để trong để trưa tượng Bồ Tát một ngày một đêm sau đó cung kinh chấp tay thỉnh để uống say mặng về hướng nam khi nước vào miệng phải chỉ tâm trình trọng. Uống nước xong phải cứ ngủ tân rượu thình tà dâm vọng ngư và ca việc chiên hai trong bảy ngày hoàng 21 ngày người thiên nam cùng thiên nữ đó trong giấc chim bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưỡi nước trên đành của người đó sau khi thức dậy người đó liền đằng thông minh một phen nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Tài nàng tiêu trừ lại vây nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về trong đời sao như có những người nào ăn mà không đủ cầu chi cũng không thoại nguyện hoặc thân nhiều tật bệnh hoặc nhiều sự hung suy. Nhà cửa không yên ổn quyền vô chia lìa hòa có sự tai và cứ đến quay nhiễu nơi thân luôn trong dân mong thường phải kinh sợ những người như thế đó khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thầy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên chi tâm cung kinh niệm đủ một muôn biến thời những sự không toại ý trên đó sẽ thiếu sanh lần lần liền đăng an vui. Đồ ăn mặc chưa giật cho đến trong giấc mộng thấy đều an ổn vui về coi hiểm nguy này vậy nửa này Quang Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có người thiên nam thiền nữ nào hoàng nhân sự làm ăn hoàng nhân sự công chuyện tư hoàng nhân sự sanh cùng tư hoàng nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt biên.
hoặc gặp nửa lùng lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến, được cái thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quý thần hộ vệ. Lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn, cho đến giao găm loài hầm soi sự tư, nhưng tất cả thứ đồng hai đều không thể phạm đến người đó đường. Đừng phong bao Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rằng lớn với cõi diêm phù đề, nếu nói về những sự mà căn hàng chúng sanh thầy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lời in thời giàu, nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hên được này Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp được chứng sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng ta xem Địa Tạng xứng hoài thần kim số sông hằng xa khó tỏ trần. Thầy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ trời người lại ít sự không ngàn hoàng rồng hoa thân cùng nam nữ bao tầng sẽ xa vào đường giữ chí tâm quy mang đại sĩ thân. Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ trên mắt mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kế ruộng rà, lớn con nghĩ đến đều không biết. Nào giờ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoàng tô đại sĩ hình, cám thương chim lê biệt chẳng đành, hầm mô ngày luôn niềm danh hiệu, Bồ Tát hiền thân đến bên mình. Chỉ rành quyền thuộc ở nơi nào, giàu sáng thô cùng ra mau, nếu được không lối lòng kinh ngưỡng, thanh kế Bồ Tát vốn đầu trao. Bồ Đề Vô Thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khói tư sinh, người này đã phá lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quý y đấng tròn lành. Cung dường cung kinh phao lòng thành, nghiệp chương chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ưa sớm viên thành, có kẻ phá tâm tùng kinh sân, muôn đồ chúng sanh khỏi tai anh. Dầu là nguyện lớn chẳng nghĩ bạn, đồng rồi quên rồi luôn sống mất, người này nghiệm chướng nó làm mê, hồng đại thừa kinh khó mọi bề. Y vô quân an ca ngoa cô, cung dương Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bài trơ tượng, canh một ngày đêm bừng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tân. Rượu thình ta dâm cùng dối luôn, trong hâm môn ngày chớ xa sanh, chuyên lòng tướng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiền, thức rồi liền đăng trí khôn lành. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vàng đời sau nhớ chẳng xài, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thâm giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau. Cửa nhà hoa hoang người lìa nhau, ngủ mê mộng mê
bị không an giấc, muốn cầu không chẳng đường nào. Dốc lòng chim lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc phải tiêu ngài. Nhân đàn chim bao đều ăn cá, quê thân phò hồ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thu đồng tượng cung dường kinh lễ cùng chim ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ăn tài tiêu sanh thường an sướng. Quan Âm Long nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kim thuật chẳng rồi. Rộng tuyên đại sĩ đại sức nó, người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hến lòng thành. Thường hòa ăn uống dân y phục, trăm nghìn bao đẹp hương đều lành. Nếu hai đêm công hồi phàm giới, rêu rao thành pha sanh từ cõi. Quan Âm nền bia căn tuyên bày, truyền cảm hăng xa nhiều nữa coi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Môn Nguyên dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13 đức Phật nhà Pho Lung đó đừng Thế Tôn giờ canh tài sanh vàng xoa đánh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà báo rằng: địa tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đứng từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho ca đức Phật mười phương khen ngợi tuyên nói, nhưng sư chẳng thể nghĩ bàn, của ông trăm nghìn muôn kia cũng chẳng hên. Đằng này địa tạng ông nên nhớ hôm nay. Ta ở trong cung trời đao lời nơi pháp hội lớn, có trăm nghìn muôn ưng bân khà thuế bơ khà thuế ta ca ca đứng phà can vị bồ ta can hàng trời rồng tam bồ chúng đây. Một lần nữa đem ca hàng chúng sanh trong kẻ, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra coi ba coi mà giao phó cho ông chớ để ca chúng sanh đó phải bị đọa vào an đạo dầu là chừng một ngày. Một đêm huân chi lại để cho chúng nó phải bị đọa là vào địa ngục ngô vô gian cùng địa ngục a tỳ mãi đến nghìn muôn ư kiếp không lúc nào ra khỏi ư này. Địa tạng tâm tánh của chúng sanh cõi diêm phù đề không định phần đông đều quen theo thói thoáng hoàng. Có người pha tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thôi ta, còn như duyên an lại luôn luôn tăng trưởng. Cùng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa đông thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này địa tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông, trong đời sau như có hàng trời người cùng thiên nam thiên nữ nào trọng chung in căn lành ở trong phần pháp chừng bằng sợi lòng mấy trần hột can giọt nước thai. Ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tâm lần lần đào hành mỗi thân. Lại vậy nữa này địa tạng Bồ Tát, trong đời sao hoàn có trời ấy, người nào phải theo nghiêm mà thọ ba bi đọa vào trong án đạo, đến khi bi đọa
vào an đạo vừa bước đến cửa ngục. Nhưng chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển đại thường, ông nên dùng thân lực của ông tìm phương chữa cứu và cả chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó phá tan địa ngục, làm cho họ đưa sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vì diệu thù thắng. Bây giờ đứng Thế Tôn liền nói kể rằng: đời nay đời sau chung thiên nhân, nay ta ân cần dặn báo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ăn đào đòa vào trong. Bồ Tát tuân chi, bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bành cùng đứng phần rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau nếu có người thiện nam cũng kế thiên nữ nào, đối với trong phần pháp có môn niệm cung kính, còn cung dùng trăm nghìn phương tiện đô thoát người đó, làm cho mau đàng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe ca vỉa lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng, không bao giờ còn thôi chuyển hư không tàn bành. Hỏi lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bành lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tăng Bành cùng đứng phần rằng: bành Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời đạo lời này, nghe Đức Như Lai người khen hoài thần thế lực công thế nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau vẫn có người thiện nam cùng thiền nữ nào, cho đến tất cả hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lệ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Thời nhân kể ấy được bao nhiêu điều phương lời cuối mong Đức Thế Tôn về tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy cho. 28 điều là Đức Phật bao ngài Hư Không Tạng Bồ Tát lắng nghe cho kỳ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình thương của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đồng tung dùng hương hoa đồ ăn món uống y phục vân bao mà bồ thí cúng dường người khen. Chim lệ thời kê ấy được 28 điều lợi ích như sau đây: một căn hàng trời rồng thường hộ niệm, hai quá lanh càng ngày càng thêm lớn, ba chứa nhóm nhân vô thường của thanh, bốn mãi không còn thôi thân đạo bồ đề, năm đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ, sao nhưng bệnh tà không đến nơi thân, bãi khói nhưng tai nạn về nướng và lửa, tam không có bị hại vì trộm cướp, chính có người khác thấy đến sanh lòng cung kinh. Mười ca hàng quê thần theo hộ trì, mười một đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai, mười hai đời sau sẽ làm con gái cán hàng vương giá đại thần.
13 thân tướng sinh đẹp, 14 phần nhiều đưa sanh về cõi trời, 15 hoang làm bừng vua chúa, 16 có trí sáng biết rõ việc trong những đời trường, 17 có mong cầu chi cũng đều được toại ý, 18 quyến thuộc an vui, 19 cá tai và bất ngờ đều dứt sạch, 20 cá nghiệm về án đạo đều trừ hẳn, 20 mô đi đến đâu cũng đều không bị sợ trở ngại, 22 đêm nằm chim bao an ổn vui vẻ, 23 những người thân tổng đã chết nếu có tội tới được khỏi không, 24 nếu về đời chưa có phước thời được khó sanh về cõi vui sướng, 25 ca bờ thanh người khen, 26 căn tánh lành lời thông minh, 27 giàu lòng tư mẫn, 28 rốt ráo thành phần, 7 điều lời lại vậy nữa này hư không tan Bồ Tát. Như hàng trời rộng quê thần ơi, yên tai và vì lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đánh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoa nghe ca sư về bốn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà khen ngợi chim lễ thờ sẽ đặng bày điều lời ích. Một màu chân bậc thánh, hai nghiệp ác tiêu diệt, ba chư Phật đến ủng hộ, bốn không thối thân Bồ Đề Tâm, năm bốn lượng được tăng trưởng, sao việc đời trương đều rõ biết, bài rốt rao thành phần, đại hội tháng tháng bây giờ bất khả thuyết, tăng ca ca đưa phân và đại Bồ Tát cùng tam bố chúng trời rồng. Mười phương đến dự pháp hội đó nghe Đức Thế Ca Mâu Ni Phật, người khen khuyên bài xứng oai thần lớn, chẳng thể nghi bằng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều khen việc là việc chưa từng con. Lúc đó trời đau lời rưới vô lượng hương hoa thiền y chuối ngọc đê cung dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát, xong rồi tăng ca đại chúng trong pháp hội đều lại chim lê chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyên hạ hết bốn thể Địa Tạng so nhân trong kinh Tạng Thơ Cấm Ống do tiền sanh đời nay tùng đại thừa phương lợi vô cùng. Quyết sèn báo vang sanh Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tăng. Đạo lời Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng công hành ra rộng sâu, thánh giáo mai truyền sao chẳng ngưng, khâm lời trời người khỏi khổ sầu, trời A-tu-la già xoa thanh. Nên nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn, mỗi vị siêng tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chỗ này hòa trên đấng liền hoàng hư không, thường đôi người đời sanh từ tâm, ngày đêm từ mình nương pháp ơn. Nguyện cả thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lời quần sanh, bao nhiêu tội chướng nghiệp tiêu trừ, xa lìa ca khổ về viên tịch, hằng dùng giới hương xoa vong sanh.
thường diện đinh phong để giúp thân a hoa mà bờ đề cáp trang nghiêm tùy theo chỗ thường an là nam mô tội ta phô chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô tội ta phô chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô tội ta phô chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tăng ma ba nhã ba la mật đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành thầm ba nhã ba la mật đa thời chiều kiên ngũ ứng giai không đòi những thế cô ăn xa lời từ sanh bất gì không không bấn gì sanh sanh tân thì không không từ thi sanh thọ thương hành thứ nhi phụng như thi xa lời từ thì chư pháp không tướng bơ sanh bằng diệt bằng cao bơ tịnh bơ tăng bấn giam thì có không trung vô sanh vô thọ thương hành thân vô nhàn nhị tỳ thiệt tăng y vô sa tịnh nương vì sung pham vô nhàn giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tăng này chi vô lao từ diệt vô lao từ tăng vô khó tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng diệt vô sa đăng cô bồ đề tăng đòi bắn nhà ba la mật đa cố tâm vô quay ngài vô quay ngài cô vô cùng bồ biến lê điện đa mộng tấn cứu canh ni bà tam thế chư phật ni bà nhã ba la mật đa cố đăng a nậu đa la tam miêu tam bồ đề cô trì bà nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chung năng cơ nhân thế cô chân thiện bằng ngự cô thuyết bằng nhà ba la mật đa chú từng thuê chú vi đế đề ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba ha ba nhân thế nghiệp chứng căn bản đa sanh tịnh độ đà la ni nam mô a di đà ba già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tấn đâm bà tì a di đi đa tì ca lăng đề a di đi đa tì ca lăng đa gia di ni già già na chi đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đa ba già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tơ đâm bà tì a di đi đa tì ca lăng đề a di đi đa tì ca lăng đa gia di ni già già na chi đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đa ba già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tì a di đi đa tấn đâm bà tì a di đi đa tì ca lăng đa a di đi đa tì ca lăng đa già di ni già già na chi đa ca lệ ta bà ha đà phật thân kim sa khe tướng a quang minh vô đẳng luân bành hào uyên kiên ngũ tu di cam mung trần thánh tứ đại hải quang trung hóa phần vô số ứng hoa bồ tát chúng diệt vô biên thứ thầm ba nguyện đó chúng sanh cứ pháp hàm linh đang bị ngàn ngày nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di nam mô A Di Đà Phật 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 nam
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mười phương chư Phật ba đời Di Đà Bực nhất chẳng rời quần sanh sen vàng chín pháp sanh dành này. Ôi linh đơn cả đã dành vô biên nay con dựng tâm lòng thiền quy y với Phật Sam liền tôi căn phước lành con có chi chăng. In nhiều quê con nguyện rằng về Tây nguyện cùng với bạn tu đây tuy thời cảm ứng hiện nay điểm lành biên giờ biết khắc rõ rành. Làm dung tàn mặt cánh lạnh tay phương thấy nghe chánh niệm hơn thường vãng sanh là quấn đồng nương hoa vàng hoa nơ thấy Phật rõ ràng. Thoát vọng sanh tứ đô an muôn loài phiền não vô biên thể dừng trừ pháp môn tu hồng chẳng còn dư chúng sanh nguyện đồ
Đà Phật cùng nhau chứng tri như ai hư không coi nó dầu cùng nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên. Không tình cũng có đồng nguyện trí mạo của phần đồng viên đồng thành. Nay con lại nguyện tu hành phổ hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn. Một là nguyện lại Thế Tôn hiền thân chư Phật hình lòng kinh tinh. Hai khen Phật đứng rộng thanh lời hay tiếng tốt tân tình người cam. Ba thời sắm đố hương hoa tràng phan bao cái dưng ra cung dường. Bốn vì mê chấp lầm đường tham sân nghiêm chướng con thường sám luôn. Năm suy công đứng vàng muôn của phàm của thánh con đồng vui ưa. Sau khi Phật chứng thượng thừa phàm màu con thánh đã vừa truyền trao. Bay lòng chẳng chung lãng sao cầu xin chư Phật chớ vào vô dư. Tam thường tu hồng đại thừa bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thế chẳng dám mỏi mòn dẫn diệu muôn loài đều tròn pháp thân. Mười đêm công đức huân mọi loài cùng hướng khắp trần cùng vui. Điều nguyện lớn nguyện rồi nguyện về cực lạc ngồi tòa sen. Niệm Phật con đệ thù thắng hành này vô biên thắng phước giai hồi hướng ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh thông vang vô lượng quang Phật sang. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, phó nguyện thôi chương tấn tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cử phẩm liên hoa vi phù mẫu, băng thôi Bồ Tát vì bàn lượng. Nguyện gì từ công đức phó từ nhân thiên ngã đằng giữ chúng sanh giai công thành phần thế đạo. Từ quý tạng ai trí huệ như hải. Từ quý tăng ai đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng ai nhất thiên vô. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.